cùng thì chúng tôi cũng đã chinh phục sông đỉnh Tà Chính, kết thúc cuộc hành trình 6 ngày 5 đêm chinh phục hai đỉnh núi của Trạm Tấu là đỉnh Tà Xùa và Tà Chính. Hai cái đỉnh này thì đi rất là gần nhau nhưng mà có những cái độ khó khác nhau. Đỉnh Tà Xùa thì với những con dốc rất là dốc thẳng đứng lên đi rất là mệt. Ngày đầu tiên là có Potter đi thì còn đỡ hơn, nhưng mà còn đỉnh Tà Chính Nhu thì ba anh em tự vác ba lô lương thực thực phẩm lên thì rất là nặng, hai chân bây giờ đã căng hết cơ và hông thì cũng khá là mệt mỏi, nên là sau khi ấy thì chúng tôi rút ra kinh nghiệm lên chinh phục cái đỉnh Tà Xùa trước với độ cao 2.880m theo GPS điện thoại. Tà Chính Nhu hiện nay theo điện thoại đo được thì là đang có độ cao 2.980m. Trên đường chinh phục đỉnh Tà Chính Nhu thì đây là một ngọn núi không quá khó đi, nhưng mà chúng tôi gặp phải rất là nhiều khó khăn. Lương thực mang theo để dành cho 3 ngày 2 đêm để mà săn mây, nhưng mà cuối cùng trên đường đi thì đã bị rớt mất túi ngủ, thịt với cả rau. Sau đó trên đường đi vì quá mệt mỏi và ham những cái cảnh đẹp của biển mây thì chúng tôi đã để quên nốt con gà lại trên đường đi. Bởi vậy nên hiện nay sau khi đã chinh phục được đỉnh và săn được mây thì chúng tôi quyết định kết thúc hành trình từ đỉnh Tà Chính Nhu, bắt đầu trở về Trạm Tấu, kết thúc lịch trình cung đường 6 đêm 5 ngày cho hai đỉnh núi của Trạm Tấu.